Ui giời ơi, này thế nào, vắng khách thế chứ lại vắng như chùa Bà Đành. Chan. Anh gì ơi, đi với em không? Em báo phòng cho. Ý cô là sao ạ? Thì đi chơi với em một gì? Anh hỏi một cười nhỉ? Tôi không... Chào cô. Ơ kìa anh ơi, đã nghiện rồi còn ngại. Cô gì ơi? Anh đồng ý đi rồi ạ? Em vào phòng nhá. Cô cho tôi hỏi với... một cái ôm giá bao nhiêu? Ôm à? Tôi chỉ cần một cái ôm thôi. Bây giờ anh có bao nhiêu tiền mà đợi ôm ấy trở ấp? Tôi có một vài chục ở đây. Cô giúp tôi với. Bị điên à? Ôm à? Chưa mở hàng thế nhá. Cô làm cái gì đấy? Tôi chỉ cần một cái ôm thôi mà. Lại hãm, không có tiền rồi còn đòi hỏi một phía nhá. Bực cả mình đấy. Lại hắn tay. Hình như cái ôm kia là cái ôm cạnh phòng trọ mình hay sao nhỉ? Mẹ ạ, con đây. Con sẽ cố nghĩ cách. Mẹ và em cũng đừng lo quá. Không cần thằng lại ốm ra đấy đấy. Vâng. Con chào mẹ. Mặt mũi đàn ông con trai để ở đâu mà đi hỏi chuyện đấy cho bị chửi. Em cũng không hiểu là ông ấy suy nghĩ cái gì mà lại đi ra hỏi gái. Một cái ôm cái đấy. Anh cũng liệu thần hồn đấy nhá. Anh ngoan mà. Đi về. Này, tối rồi còn đi đâu thế hả cháu? Cô hỏi tí đã. Ô, hay cái thằng này. Hà Hùng ơi. Con chào cô ạ. Con chào cô. Hùng ơi. Dạ. Con có biết là thằng Long nó làm sao ấy. Mà nó vừa đi qua cô hỏi nó chả thèm nói gì cả. Chắc là bí bách quá nên thế đấy cô ạ. Hôm qua nhá, bọn con gặp anh ấy ngả giá với mấy cô đứng ở ngoài đường ấy. Khổ nỗi không có tiền, mua mỗi cái ôm. Thế là bị cô đấy chửi cho vuốt mặt không kịp. Ai đời thì mua mỗi cái ôm bao giờ. Hai cái đứa này thật là. Thế tao hỏi hai đứa nhá. Thế mua một cái ôm thì nó liên quan gì đến cái chuyện đấy hả? Thì chẳng thế chứ còn gì nữa cô. Hai đứa thật là hồ đồ. Chưa biết người ta như thế nào, đã nói linh ta linh tinh. Anh đứa có chuyện gì hay sao hả cô? Nhà nó hoàn cảnh lắm con ạ. Bố thì bị ung thư, mẹ thì bị suy thận. Còn em gái thì bị bệnh xương thủy tinh. Nó làm việc gấp 3, gấp 4 lần người khác để kiếm tiền đấy. Cái thứ nó cần giải tỏa ấy là cần một người để động viên, chứ không phải cần cái thứ là như hai đứa mày nghĩ đâu. Nhưng mà sao cô biết ạ? Cô hôm cô đi qua phòng nó thì nó điện thoại với em gái nó. Nghe có vẻ căng thẳng lắm. Cô thấy thế cô vào hỏi thăm nó. Thì nó như kiểu là lúc đi lối gồng mình, nó không chịu được nữa. Cậu ấy quả khóc lên, ôm chặt lấy cô. Xong rồi kể chuyện. Hôm sau nó nhìn thấy cô, nó cứ xin lỗi rối rít về cái ôm đó. Cô mới biết rằng là cái áp lực của nó nhiều đến thế nào. Thảo nào, chắc là anh ấy mệt mỏi lắm đấy ạ. Vậy mà bọn mình còn nghĩ xấu cho anh ấy. Thôi, anh nghĩ là anh ấy không để bụng đâu. Để sang bên đấy làm thân rồi xin lỗi. Để khi nào nó về thì sang. Còn bây giờ đọc cho cô số điện số nước đi để